Ngọc Ngân ơi, xin kính chào đại gia đình thân yêu. Thì hôm nay Ngọc Ngân ơi xin giới thiệu với quý cô chú anh chị thêm một cái loại cây độc lạ đáng sưu tầm nữa, đó chính là cây Biva. Và cái bạn này thì có rất là nhiều tên gọi khác nhau luôn. Rồi, tên đầu tiên mà thường gọi nhất đó chính là cây Biva, và cái tên thường gọi thứ hai đó chính là cây Nhót Nhật, và một cái tên gọi nữa đó chính là cây Tùy Bà. Ba cái tên nó không có thấy liên quan gì với nhau. Dạ đúng ạ. Cái tên nó không biết là sao nữa, do là mỗi nơi, mỗi vùng miền hay là mỗi nước gì đó. Đúng mà rồi. Cái cây này là cây quốc tế nha quý cô chú anh chị, nhập khẩu về. Đúng rồi. Cây này thì được rất là nhiều nước yêu thích và trồng, bởi vì cái trái nó màu vàng thì tượng trưng cho cái sự may mắn. Rồi trái nó chùm chùm, trồng ở những cái công viên nè, hoặc là trồng ở những cái khu biệt thự hoặc là ở trước nhà. Đúng rồi. Thì rất là đẹp và mang đến sự sang trọng cho ngôi đúng nhà rồi. Đó rất là sang luôn anh chị. Yeah. Rất là sang luôn. Thì yeah. Hiện tại thì cây giống ở bên nhà Ngọc Ngân thì được nhân giống bằng cái cách là ghép. Đúng rồi. Ghép bo. Ghép bo từ cây mẹ nó đã có trái nên đúng là rồi. Rất là dễ cho trái. Thì điều đó được minh chứng ở chỗ là quý cô chú anh chị hãy nhìn nè. Cái bông nè. Đúng rồi, dạ, đây là cái bông của nó này cô chú anh chị. Cái trái nó trên đỉnh đầu, cái bông này dễ nhìn hơn nè. Nó phân. Này nó bự rồi. Cái này nó bự rồi nè, phải không chị? Đó nè, cô chú anh chị thấy không? Dạ, cái bông nó phân ra nè quý cô chú anh chị, có nghĩa là cái trái nó sẽ chùm như thế này. Đúng rồi, nó chùm. Nó chùm rất là sai. Dạ, nó rất dạ, là nhưng mà cái này con khuyên á là cô chú anh chị để hôm mốt thì cô chú anh chị cái mạnh dạng lặt bỏ giùm con. Tại vì cho nó được cái bộ tàn sum đi, nó mới được nhiều trái. Ví dụ như vậy đây nó được có chùm mà. Dạ đó, nó không có đủ sức. Mà nhìn cái lá nó hay hay, nó giống như cây đầu tiên đúng không? Nó cái lá nó thứ nhất á là ở đây á là nó không có nguồn lây bệnh. Tại vì nó khá mới mẻ, con mình nó là độc chiếm mà nó thành ra là nó không có nguồn lây bệnh, nó không có bệnh luôn. Đó. Thứ hai nữa là tốc độ phát triển nó thì vượt trội. Dạ. Tại con có cây lớn để mới chiều con quay cây lớn cho chú anh chị coi, tại không, con tầm thước của chú anh chị 4 năm rồi. Không có quay rồi. Quay shop rồi chứ chưa quay video. Dạ. Tổng tước của chú anh chị 4 năm thành ra cây con đang chạy tái rồi. Dạ, bởi vậy có nghĩa là tụi con chị em con đã trải nghiệm đã đúng rồi thử, đã thử nghiệm với ở đây thì tụi con sẽ đúng rồi ở đây là chị con nói là ở miền Nam, có thể miền Bắc của miền Trung nữa của chú anh chị, miền Bắc miền Trung thì cực kỳ luôn rồi. Như hồi nãy con nói là cây quốc tế mà, có nghĩa là vùng nào nước nào trồng cũng được hết. Dạ đúng rồi. Chị ơi. Ở bên Đài Loan của chú anh chị cái cây này gọi là như là cây đặc sản của Đài Loan luôn. Đúng rồi. Rất là nhiều chứ, ta trồng rất là nhiều. Dạ. Đài Loan, Mã Lai và Indo. Và vị ăn á, chị biết là nó vị sao không? Vị chua chua ngọt ngọt. Đúng rồi, vị chua chua ngọt ngọt, nó giữ kết hợp với xoài, cóc ổi gì tùm lum đó quý anh chị, rất là nhiều luôn. Một mà được nhiều loại. Dạ, cái mùi vị nó thì cực kỳ luôn. Dạ, nói chung là rất là lạ luôn. Dạ. Dạ. Cái cây này bây giờ đó, mạng internet rất là giàu vitamin, đúng rồi. Quý cô chú anh chị cần thông tin gì thì cứ tìm hiểu. Nào, đây. Những điều lưu ý nữa. Rồi cô chú anh chị đừng có ham rẻ mua như vậy, nó mua cái cây Nhót Nhật như vậy nè. Nhưng mà thật chất người ta đưa cho cô chú anh chị mấy cây thực sinh đó là cái cây ương hạt không á, là không có ghép như bên con này. Con nói với cô chú anh chị là ít nhất là khoảng 4 năm. Dạ, cho trái mới cho tái, rất là chậm. Dạ đúng rồi. Dạ nó không được như cây mẹ nó nữa. Dạ, mình mua cây ghép, cây chiếc, cây chui thì cho trái nó sẽ nhanh hơn nha quý cô đúng chú rồi. Anh chị. Nói cây ương hạt là cô chú anh chị, nói chung là cô chú anh chị nào tòng ăn cục đồ cô chú anh chị biết rất là lâu. Dạ. Quý cô chú anh chị có yêu thích cái dòng cây Biva, Nhót Nhật hay Tùy Bà thì hãy ủng hộ chị em tụi con, và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video. Cuối video thì gia đình con xin kính chúc quý cô chú anh chị có sức khỏe, bởi vì có sức khỏe là có tất cả nhé. Dạ.